Thủy một mực khai không có đồng phạm, thấy đứa trẻ ở bên đường dễ thương nên bế đi. Muốn mang về nhà nuôi, tuy nhiên cảnh sát nghi ngờ điều này. Thượng tá Tô Văn Hậu, trưởng công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ Á cho biết, cuối ngày mùng 6 tháng 1, sau khi nhiều giờ khai báo, Trần Thị Thanh Thủy, 28 tuổi, mới tường trình rằng không có mục đích bắt cóc để bán đứa trẻ 15 tháng tuổi này. Mọi việc xảy ra đến tình cờ do cô ta thấy em bé, khôi ngô, dễ thương, muốn đưa về nhà nuôi thủy khai từ thành phố Vũng Tàu ra thị trấn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, rồi đến huyện Kỳ Sơn du lịch. Gần trưa ngày 6 tháng 1, thủy xuống xe khách tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn. Đang đi bộ thì thấy bé trai được người lớn bế, đứng bên đường nên mới nảy sinh ý định xấu. Sau dăm phút, đứng quan sát, chờ cơ hội, cô ta vội tiếp cận bế đứa trẻ bỏ đi. Thủy khai sau chừng nửa cây số, đã rẽ vào một trường mầm non gọi cổng, vợ là phụ huynh đưa con tới gửi không được cô giáo đồng ý nhận, Thủy đưa đứa trẻ ra hướng bờ sông và bị một số người dân đuổi kịp, phối hợp cơ quan cảnh sát giữ lại. Cơ quan điều tra cho hay, thông tin ban đầu về việc có một thanh niên đi cùng Thủy là không xác định. Thủy một bực nói không có đồng phạm. Thủy đang bị tạm giữ hình sự với cáo buộc rằng có hành vi bắt cóc trẻ em. Cô ta đã có gia đình, có con, lời khai về nguyên nhân bắt cóc, quá trình gây án, chạy trốn của Thủy đang được tiếp tục xác minh. Trước đó, trưa ngày 6 tháng 1, bé trai 15 tháng tuổi đang chơi với người lớn. Ở lề đường khối 3, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn thì bất ngờ bị một người phụ nữ bế đi. Nhiều người dân tỏa đi tìm kiếm thì bắt giữ được thủy cách hiện trường gần một cây số. Bé trai được giải cứu an toàn, sức khỏe ổn định.